Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là bách bơi Q10 nguyên hộp đang có bán tại Di Động Cao Cấp.vn. Ở thời điểm tháng 12 năm 2017 này, Di Động Cao Cấp.vn vẫn đang là địa chỉ cung cấp bách bơi Q10 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có tất cả các màu của điện thoại bách bơi Q10 từ màu trắng, màu đen, màu gold đều có sẵn tại Di Động Cao Cấp.vn. Đối với bách bơi Q10, hàng mới đang bán tại Di Động Cao Cấp.vn, nó sẽ không có cái seal các bạn nhé. Rất là nhiều khách hàng gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn hỏi ô thế tôi mua bách bơi Q10 mới tại sao không có seal. Thì xin thưa với quý bạn là hiện tại thời điểm tháng 12 năm 2017 này thì chỉ có bách bơi Bát Bo thì với có nguyên seal hoặc là Brief, đó là hai mẫu mà có thể mua được hàng nguyên seal đó. Cái seal nó không giải quyết được cái vấn đề gì cho các bạn. Di Động Cao Cấp.vn chỉ cam kết máy là máy mới 100% đó, chứ không, cái seal đó không đảm bảo cho vị các bạn là nó mới 100% đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà vận chuyển về thì không thể tránh khỏi cái việc là tháo hộp ra hay là bóc seal ra, đấy không thể tránh khỏi. Đó. Chỉ có duy nhất là bách bơi Bát Bo thì bởi vì là cái ấn tượng ban đầu khi mà Bát Bo nó xuống 4,5 triệu, thậm chí là xuống 4 triệu đó, nó xả hàng thì nó có về những cái lô hàng mà nó nguyên seal đó và nó làm dùng ben lên. Hiện nay thì không có cái đó. Đó. Còn nguyên hộp bách bơi Q10 thì bên trong nó sẽ có những cái gì? Đó. Đầu tiên là bên trong sẽ có nhân vật chính của chúng ta này, ở bách bơi Q10 đây. Tiếp theo đó là phụ kiện theo máy bao gồm những gì? Đầu tiên là tai nghe, pin, cáp USB và sạc. Đó. Đây là những phụ kiện kèm theo bách bơi Q10 mới khi quý vị các bạn mua tại Di Động Cao Cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về bách bơi Q10, về những thắc mắc của quý hàng liên quan đến điện thoại bách bơi Q10 mới mua tại Di Động Cao Cấp.vn, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý các bạn. Chúng tôi luôn có sẵn bách bơi Q10 tại Di Động Cao Cấp.vn và khi quý vị các bạn mua thì sẽ kèm theo những phụ kiện này. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi sẽ ship bách bơi Q10 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn về bách bơi Q10, về tất cả những thông số quý vị các bạn cần khi mua bách bơi Q10. Một lần nữa, Di Động Cao Cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video ngắn giới thiệu về bách bơi Q10 mới đang có bán tại Di Động Cao Cấp.vn. Bách bơi Q10 mới các bạn nhé, chứ không phải là mới nguyên seal. Chúng tôi không có mới nguyên seal. Và các bạn có tìm cả thị trường thì Di Động Cao Cấp.vn cũng không đảm bảo là các bạn tìm được một chiếc bách bơi Q10 còn nguyên seal cả. Ngay đó, nó rất là khó cho người bán và cả cho người mua khi mà tâm lý không được giải tỏa, khi mà các bạn không hiểu rõ cái seal trên hộp máy của bách bơi hay là của bất cứ cái sản phẩm mà các bạn mua. Nó rất là đơn giản thôi. Đó, nhưng cái gì nó đúng bản chất thì chúng ta chọn lựa thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà mua một cái tem dán lên hộp thì nó không đúng. Đó. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về bách bơi Q10 đã có bán tại Di Động Cao Cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.